có anh Lê Trung Khoa nữa và có anh Thủy từ bên thành phố San Jose, Hoa Kỳ tới đây. Thì chúng tôi ngồi đây vừa uống trà vừa đàm luận về tình hình chính trị ở Việt Nam trong những tháng vừa qua. Ok, rồi. Xin mời nhà báo Lê Trung Khoa dẫn dắt câu chuyện. Vâng, như các bạn cũng đã biết vừa rồi, chúng ta cũng đã chứng kiến cái thông tin là ông ở Việt Nam đã cũng bầu cử rất là nhanh, nhưng mà người dân thì ai cũng biết rồi, biết trước đúng không ạ? Ông Võ Văn Thưởng cuối cùng lên chủ tịch nước. Thế thì nhiều người thắc mắc là tại sao cái thông tin này đã được lộ ra từ trước rất lâu rồi mà bây giờ đảng lại tự nhiên lại tổ chức bầu cử như thế, thì có hình thức hay không đấy? Thì luật sư Nguyễn Văn Đài không biết là sao Đảng Cộng sản người ta hay làm như thế. Thực ra đây là vấn đề hình thức ấy ạ, bởi vì anh biết đấy, từ khi mà họ tiến hành đại hội đảng lần thứ 3 cũng như quốc hội khóa 15 thì họ đã 4 lần rồi, đến lần vừa rồi là 4 lần hội bất thường. Và anh biết mỗi lần hội bất thường riêng trung ương là họ triệu tập 200 đại biểu từ 63 tỉnh thành về Hà Nội, rất tốn kém tiền thuế người dân. Thứ hai là triệu tập gần 500 đại biểu quốc hội cũng từ 63 tỉnh thành về. Với công nghệ này chỉ phê chuẩn với quyết định do ông Trọng chọn trước rồi nhau. Tất cả những gì ông Thưởng lên cách chức ông Phúc hay là đưa ông Thưởng lên ngồi ghế chủ tịch nước thì đều được ông Trọng quyết định từ trước và bộ chính trị quyết định rồi. Thì lẽ ra thì thôi, bây giờ 63 tỉnh thành lập 63 cái đầu cầu, thế họ ngồi tập trung các ông ủy viên trung ương của tỉnh đó ngồi đấy, bấm nút cái là xong, quyết định, đỡ phải về trung ương gì. Hay là mỗi một đoàn đại biểu quốc hội 63 tỉnh thành, 63 đầu mối, ngồi đó bấm nút cái là xong thôi, đâu cần phải triệu tập về. Nào là tiền máy bay, nào tiền ăn ở khách sạn, rồi là tiền bồi dưỡng công ủy viên trung ương, công đại biểu hội, rất là tốn kém. Nói chung là tôi không hiểu là ông Trọng hay là các quan chức cộng sản nghĩ nào họ tiêu tiền của dân một cách rất là bừa bãi, không có tính toán gì cả. Với 4 lần bất thường trung ương, 4 lần bất thường quốc hội ấy, với cái số tiền tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng như vậy ấy, họ đủ xóa những cái nhà tạm hay là cái trường tạm hay bệnh viện được bệnh xá tạm của các tỉnh miền núi phía Bắc được. Rất đơn giản thôi, mà anh biết thông qua truyền thông cũng đã thấy rồi, cái trẻ em các tỉnh miền núi phía Bắc rồi đấy, họ đi học ở trong những căn nhà lụp xụp, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì mưa dồn, rất là khổ sở. Đấy, thế là cộng sản Việt Nam không quan tâm người dân cả. Trong cái đó, vấn đề nhân sự của họ, dân có được quyền can thiệp đâu. Nếu anh chứng kiến cái hôm mà ông Vương Đình Huệ sau khi ông đọc cái nghị quyết của Quốc hội là đưa chọn ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước ấy, hỏi là các đại biểu có ý kiến được không? Y mà pháp chẳng có hệ đại biểu có ý kiến cả. Thế coi như là đáng nhẽ ra người ta triệu tập cái cuộc họp đấy để tranh luận xem ông Thưởng này có xứng đáng hay không, hay là phải chất vấn ông Thưởng. Như vậy thì ông bây chúng tôi chuẩn bị bấm nút để đưa ông lên chủ tịch nước thì cương lĩnh cố như nào, trong việc từ giờ đến hết nhiệm kỳ ông sẽ làm gì cho trên cương vị chủ nước, chẳng có một đại biểu chất vấn cả. Nói chung là chỉ là ý thức thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy. Vâng, thì cái hậu quả thì anh cũng phân tích thì nhiều người biết như vậy. Thế thì đây là blogger Người Buôn Gió, anh cũng có nghiên cứu và viết rất nhiều về tình hình chính trị Việt Nam, đặc biệt là những thông tin nội bộ, mà anh cũng là một trong những người đã đưa những thông tin rất sớm về cái việc ông Võ Văn Thưởng sẽ là chủ tịch nước ra từ trước đó. Thế thì anh có thể cho biết là vì sao mà họ biết nó như vậy mà họ vẫn cứ phải làm một cách rất là hình thức như thế? Về cái chuyện mà hình thức ấy, về cái chuyện mà các cái thủ tục ấy, thì họ biết rồi nhưng mà họ vẫn phải thực hiện, vì cái tính chất mà hình thức, cái tính chất nghi thức là nó chính, cái nghi thức đấy là tạo lên cái sức mạnh. Anh thấy là riêng về cái chủ nghĩa độc tài ấy, vua chúa vua quan độc tài hoặc là cộng sản ấy, thì cái hình thức cả cái nghi thức ấy, nó rất là quan trọng, nó rất là tổ chức, nó rất là hoành tráng, đúng không? Thí dụ như là có thể là mấy ông mà dân biểu hay là mấy ông của cái thế giới tự do ấy, thì người ta rất là đơn giản. Họ có thể là họ đạp xe đạp đến bắt đầu đến phó thủ tướng chính phủ. Tôi đã thấy có những ông mà là phó thủ tướng, ông ấy đạp xe đạp đến ở Blaui ấy, là ông đạp xe đạp đến xong ông khóa cái xe ngoài cổng, ông đi vào xong ông là phó thủ tướng. Nhưng mà cái Việt Nam thì nó phải tạo ra cái hình thức, cái chế độ độc tài, cái vấn đề hình thức của nó rất là quan trọng. Có thể nó bỏ ra nhiều tiền, nhiều người, nhiều của, nhưng mà đấy là nó phô trương cái thanh thế của nó, uy quyền của nó, dọa người dân. Đó là một cái biểu tượng của quyền uy. Cho nên là cái ngay cả cái việc người ta biết rồi nhưng mà người ta vẫn cứ phải tổ chức như thế. Và đấy là về cái bản chất của nó như thế. Còn đâu mà họ vẫn có thể là họ vẫn muốn thực hiện một cái cho thế giới biết là chúng ta vẫn có chúng tôi là vẫn có một cái bầu cử, vẫn có một cái là quốc hội họp các thứ là hợp pháp đây, đúng không? Đấy thì họ cũng phải thực hiện cái đấy cho qua quốc hội. Còn cái việc mà bầu cử mà đại hội bất thường ấy, thì người ta không cần thiết phải triệu tập đến 200 người đâu. Vì thường thường cái đại hội bất thường ấy, thì cái người mà triệu tập cái đại hội đấy, người ta muốn
tức là về quy định ấy, nó chỉ có 51% đại biểu có mặt trung ương bất thường và đại ủy ban trung ương có mặt là có thể là họp của trung ương bất thường. Thì người ta sẽ chọn một cái hội nghị trung ương bất thường thì người ta chọn 51 người mà có vẻ như người ta sẽ đồng ý với cái chuyện mà ý kiến người ta đưa ra. Còn nếu mà ra họp một cái trung ương kiểu như là định kỳ ấy thì nhiều khi đó còn có những cái tranh luận mà cái trung ương mà định kỳ ấy thì trước đấy là ông phải đưa ra cái gọi là cái nghị quyết hay là cái dự thảo là trung ương lần tới sẽ ban hành cái gì. Thế còn bất thường thì nó không cần thiết phải như thế. Thì đó đến nơi mới thông báo nội dung kiểu vậy. Không, nó cũng thông báo nội dung rồi, không vì đó nó có những cái vụ mà như cái vụ mà phế truất ông Phúc vừa rồi ấy, là cũng họp hội nghị trung ương bất thường ấy thì đã đích thân là ông Trọng ông ý soạn giấy mời gửi cho là những ủy viên trung ương đảng nào là đi đến họp. Vì nếu mà để ra một cái mà hội nghị trung ương bình thường như thế này thì khi có thể là ông Phúc ông ấy dựa vào số phiếu ở đấy mà nhiều khi là ông ấy cũng có thể là ông bật lại được đấy, có khả năng tại vì từ lúc đấy phải vận động mà. Thế nên cái chuyện mà chúng ta nói là cái chuyện mà tại sao mà cộng sản biết nó tốn kém các thứ như thế nhưng mà nó vẫn họp rồi một cái việc mà ai biết rồi thì đấy là tôi cũng trả lời là đấy là do là cái tính mà về cái nghi thức mà để phô trương quyền thế của họ thì họ buộc họ phải làm. Vâng, thực ra mình ai cũng hiểu vấn đề như đây mình nói để thông não chứ là nếu như mà quan chức cộng sản nghe thì họ biết đấy họ làm cái điều đấy là vô lý. Cái thứ hai mình nói để người dân thấy rằng nó quá phi lý, tức là tốn kém thì thấy người dân, bởi người dân nghĩ ở cái chuyện nó triệu tập đấy chuyện bình thường, nhưng tao biết là muốn triệu tập thế tốn kém hàng một lần như vậy cả chục tỷ đồng đâu ít đâu, rất tốn rất nhiều tiền của người dân, nên người dân biết để người dân là không bày tỏ thái độ là không hài lòng với cái việc của cộng sản để lần sau á, thôi sau sắp xếp làm sao với cái đại công nghệ kỹ thuật số này, bởi vì ông nào cũng thế, thủ tướng cũng bảo là phải làm sao ấy áp dụng cái công nghệ số trong cái đời sống hàng ngày của người dân. Thế tại sao không áp dụng công nghệ số trong cái hoạt động chính trị của chính quyền đi? Đấy, cái này là một cái mà tất nhiên là về hình thức họ làm như thế nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn cái này, ngay cả vấn đề hình thức thì họ làm cũng không đúng. Thứ nhất là ở Trung ương Đảng thì họ biểu quyết bằng cái việc là cầm cái thẻ đảng giơ lên. Và thứ hai là cái biểu quyết bằng cái ở trong Quốc hội thì người ta biểu quyết bằng cái Quốc hội. Người nào ngồi ở vị trí nào người ta bấm nút ở cái vị trí đấy đồng ý hay không đồng ý. Hai cái đấy thì tôi nghĩ là nó phi dân chủ và nó mang tính chất là nó xác định được vị trí. Thứ nhất là anh bấm như thế là ngồi đâu anh xác định vị trí nào là bấm không đồng ý hay đồng ý nó biết ngay đúng không? Không thì các nước ở đó công khai mà các nước là tên đại biểu là đồng ý không ý nó hiện cả tên luôn. Ai đồng ý ai không đồng ý nó yên thôi. Việt Nam còn giấu đi nhưng vẫn còn được trước đây ạ. Nhưng mà còn cái việc mà Trung ương Đảng ấy mà phải giơ cái thẻ đảng lên ấy là kiểu như thì tất nhiên rồi, không dọa nhau rồi. Một cái hình thức là đúng không? Tại vì ông to nhất ông bảo là bây giờ tôi giới thiệu anh này làm chủ tịch nước thì có ai không đồng ý thì giơ phiếu lên thì tôi hỏi anh mà ai dám đưa lên đúng không? Vâng, nhưng mà hỏi thiếu một câu, hộ anh theo dõi đúng không? Hôm đấy là quốc hội ấy là có 488 đại biểu. Thì 400 không, có 488 đại biểu tham dự thì có 487 đại biểu bấm nút đồng ý cái nghị quyết quốc hội là bầu ông Thưởng làm chủ tịch, còn có một người duy nhất là không tán thành. Thì theo anh dự đoán ông nào dám to gan mà dám chống lại cái nghị quyết hội, bởi vì biết nhá, để quốc hội chỉ là bùi nhìn thôi, trước đó là ông Trọng chọn này, rồi đến bộ chính trị ban bí thư này, xong rồi ra trung ương, rồi quốc hội chỉ là thực hiện thôi, mà lại có dám mà ông đại biểu hội nào lại dám bỏ phiếu không tán thành. Cái trường hợp mà thí dụ mà 470 phiếu xong rồi có 468 hay 465 phiếu thì nó đồng ý xong rồi 5 phiếu nó không tán thành ấy. Không, chỉ có 1 phiếu duy nhất thôi, nếu 5 phiếu không có chuyện làm gì. Tức là bao giờ người ta cũng để ra một cái vài con số nó sai sót để nó thì nếu như để khoảng 3-4 năm thì không sao đấy, cũng 1 phiếu nhất thì anh bảo là ai dám bỏ phiếu để chống lại đấy. Như cái trường đoán ông Trọng thôi. Tôi đoán ông Trọng, anh đoán ai? Tôi thì tôi không xem nên tôi không đoán ai. Hình như ông Phúc ông vẫn là đại biểu. Không được. Thôi luôn cả nhiệm vụ đại biểu luôn, thôi tất cả luôn, không còn ngồi đấy nữa. Trương Phúc ngồi thì cái việc ông bỏ phiếu chống cái chuyện này đương nhiên rồi, nhưng mà nó tước hết cả luôn rồi. Thế cái việc cũng nhiều người trong cái những cái bài báo của Thời báo đăng và rất nhiều cái thông tin cho thấy rằng là cái hôm mà ông Nguyễn Trương Phúc bị phế truất ngay trước khi Tết và sau đó ông Trọng lại làm chủ tịch đảng lại lên chúc Tết người dân ấy, thì nhiều luật sư Nguyễn Tài thấy cái đó cái cảnh đấy như thế nào? Thấy nhiều người có vẻ là người ta không vừa lòng lắm. Vâng đúng rồi, thì tâm lý chung của người Việt trong nước kể cả mình ở ngoài Việt Nam rồi thôi, mình thử chờ đợi xem lần đầu tiên ấy, một cái gọi là nữ quyền chủ tịch nước bà ta nói cái gì. Thế là nói thì thư ký rồi, nhưng mà tất nhiên là với vai trò chủ tịch nước cũng góp ý một tí đề nghị thư ký soạn tôi nội dung này kia
đấy nó chuẩn bị rồi, nhưng nói chung tâm lý chung ấy là đều mong chờ cái một cái nữ chủ tịch quyền chủ nghĩa đầu tiên của Việt Nam xem nói gì với đồng bào trong nước và nước ngoài. Thế mà khi mà chung Tết ý, thì tất cả đều bất ngờ cả. Tôi ở bên ngoài tôi theo dõi cũng rất là bất ngờ, rồi nói chuyện anh em với nước cũng rất bất ngờ. Thì ở đây ý, thì ông Trọng ông tự cho mình quyền cao quá, tức là theo quan điểm của tôi ý, đấy gọi là đảo chính, đây là gọi là một cái chiêu là không đến nói hay tặng lời tí, tức là gọi là cướp quyền của người ta. Bởi vì theo truyền thống cộng sản ấy, từ xưa nay họ rất tôn trọng gọi cái tôn ti trật tự ở trong chế độ là họ rất là nghiêm túc. Từ xưa nay mặc dù ấy, trong hiến pháp hay là trong điều lệ đảng họ không quy định ai là người được quyền chúc Tết, nhưng mà nó từ xưa nay thành truyền thống rồi. Từ giờ Hồ Chí Minh đến giờ là luôn luôn cái đấy là thuộc đặc quyền của chủ tịch nước. Thế bây giờ tự nhiên ông tổng bí thư đang nếu kiêm nhiệm chức chủ nhiệm nên chúc Tết không có đề gì cả, là hai chức, nhưng mà đây ông tranh quyền người khác, điều đấy là không được. Đại khái là tranh quyền của một người phụ nữ. Tức là cái điều đấy là cái điều mà người ta cũng chỉ gọi là ước định ngầm với nhau thôi. Đúng rồi, ước định ngầm. Nhưng mà thành truyền thống rồi, chưa phá lệ. Đấy, cho nên là tôi nói ông nghe này, cái việc mà đấy là việc mới chỉ là ước định ngầm, còn cái việc mà điều lệ đảng người ta quy định người ta ghi là không ai được quá hai nhiệm kỳ đúng không? Thì đấy không phá. Rồi. Thì ông Trọng ông làm phát. Ôi. Ba nhiệm kỳ. Đấy. Và nói chung là không thấy nói gì đến chuyện mà sửa điều lệ đảng cái gì cả. Tức là cái điều lệ đảng đấy là vẫn như thế, và ông ấy chỉ làm ba nhiệm kỳ và không ai nói gì cả. Đấy điều đảng đúng không? Thì đấy thì còn bắt đầu vào trong quy định chính ông ấy ký ra là kiểu như là chỉ độ tuổi mà giới thiệu vào bộ chính trị là không quá 65 tuổi đúng không? Tuổi 65 tuổi. Thì ông quá một lần thì quá lần hai thì quá lần ba rồi ông chẳng sao. Thì nói chung trong lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là đấy là cái mà bây giờ là văn bản giấy trắng mực đen. Mà ông ấy còn thản nhiên ông ấy làm thì tôi hỏi anh chuyện là kia là chuyện đó có biết gì nữa không? Mình thì đấy là bây là chủ nghĩa ông Trọng ấy là một cái nhân vật đầu tiên trong lịch sử hơn 90 năm tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là phá tất cả mọi cái quy tắc của đảng, từ điều lệ đảng rồi ông đầu tiên ông nhiệm kỳ năm 2016 đã phá vỡ rồi là quá tuổi rồi, đến lần thứ hai là 2021 là ông phá cả lứa tuổi rồi cả nhiệm kỳ rồi, bây giờ ông cũng tước cấp quyền luôn cả của chủ nước đó, chúc Tết. Thế chung nếu liệt kê ra thì khá nhiều những vấn đề đấy. Đấy thì một con người như vậy mà không thể chấp nhận được. Thế nhưng mà cũng, ông ấy cũng luôn luôn nói rằng là chúng ta phải tôn trọng và điều lệ đảng, chúng ta phải phấn đấu, chúng ta phải học tập đạo đức Hồ Chí Minh là nhiều cái đúng không? À. Thế nhưng mà bản thân ông ấy mà phá như vậy thì theo anh ai sẽ là người có thể kỷ luật được ông? Hoặc người ta dư luận làm sao đây bây giờ? Đấy thì bà ngày xưa ấy, anh còn nhớ ngày xưa vào năm 2014 ấy, thì lúc đó thì họ đang vận động trong nội bộ đảng của họ với nhau ấy là gồm hộp hai chức danh là một, tức là chức danh bí thư quận ủy và chủ tịch tỉnh của huyện ấy là một. Thì năm ông tiếp xúc cử tri đầu năm 2015 ấy, ông nói gì, bây giờ cái chức bí thư quận đã to rồi, bây giờ mới thêm chức chủ tịch vào nữa thì ai kiểm soát được quyền lực của anh? Đấy là mới thử nghiệm là cấp quận đấy nhá, chưa nói là bí thư hay chủ tịch cấp quận cấp thành phố, hay bây giờ cấp cao nhất là chủ tịch nước với tổng bí thư gọi là một ấy, thì làm sao ai kiểm soát được quyền lực của anh? Thế nên năm 2018 ông ngồi luôn cả hai ghế, thế bây giờ ai kiểm soát quyền của ông ấy? Mà ông mồm ông nói nào ấy, là phải nhốt, gọi là nhốt quyền lực ở trong lồng luật pháp. Khó mấy đâu, đấy. Khó thế rồi. Bây giờ tôi bị ông lỡ ngồi rồi thì ai làm sao dám nói nữa. Nói với khách làm vào. Đấy, không ngồi là không nói nữa. Đấy thì, thấy biết là bây giờ ai kiểm soát được quyền lực không chẳng. Bây giờ ông ấy là vị vua rồi. Nhưng chứ ông Liêu Gió ông nói ấy, tôi hỏi ông là tại sao thì ông nói bây giờ ông muốn thể hiện vai trò ông vua. À cái chuyện là không kỷ luật, tha cho nào tha, thích xử ông nào xử. Thì bây giờ ông ấy gọi là thì ông bà là bây giờ là các ai mà chúng tôi đã sờ đến rồi thì rút lui thì trả tài sản không là biết được cái tính trả tiền đi có tiền thì mang được đi, không ai muốn đưa ra rồi xử lại làm cái gì đâu, không muốn đưa ra công an tòa làm cái gì đâu, mất sống. Thế thì trong cái cuộc bầu cử vừa qua thì nhiều người đặt câu hỏi với ông Võ Văn Thưởng. Thực ra là cái chuyện mà ông Trọng ông ấy bây giờ là quyền lực tập trung vào ông ấy như một cái vị vua ấy. Thì tôi nghĩ là cũng có một cái hay. Sóng khỏe này, mất sóng rồi. Mà nó cũng có cái điều gì xem, đông người xem, 183 người. Mất sóng, phí quá. Vì nó một cái điều hay của nó là như này. Là... Xin lỗi các bạn, nhân đang mất sóng. Cứ nói tiếp cứ đấy, máy nó vẫn phát mà. Vì khi mà cái quyền lực tập trung vào trong của ông ấy thì nó đỡ phân tán chia quyền lực ra nhiều người. Tức là về sau mà cái chuyện mà nó thay đổi có hai cái này. Thế thúc bây giờ ông đang ở quyền lực đỉnh cao như thế tập trung vào ông ấy. Mà chẳng may là ông ấy mà đột tử phát. Đúng không? Thế là sẽ tạo ra một cái sự mà
rất là hỗn loạn khủng hoảng. Chứ không em mà để ý lịch sử trong một cái triều đại mà có vua, xong bắt đầu vua mà chết tổ tử, mà cái di chúc hoặc là cái người lập, chưa lập thái tử hay chưa lập kiểu như là thế tử đấy, thường thường là vua nó phải chỉ định là các cái triều đại đại tài ấy, thì nó sẽ chỉ định luôn là thằng con thứ mấy hay thằng cả hay thằng mấy làm thái tử luôn. Tức là khi mà vua mà có chết cái là thằng đấy cứ thế là lên ngôi, ông hiểu không? Nhưng mà đây mà ông ấy lập, ông ấy đã hình thành thành một ông vua rồi, nhưng mà ông lại hiện giờ là cái người mà gọi là thái tử đấy là chưa có, chưa được giới thiệu. Thì nếu mà ông wifi tên là gì nhỉ? 6KZ. Thôi rồi của ông chắc là cứ bỏ cái đó đi. Ông chuyển từ của khoa sang. Ok, cứ bỏ chuyển qua sang sau. Sống khỏe này thì chắc là nó truy cập vào máy điện thoại của ông nó đánh sập rồi. Thì cái việc đấy là sẽ xảy ra một cái xáo trộn, mà tôi nghĩ rằng nếu mà cái xáo trộn đấy mà không kiểm soát được thì nó dẫn đến cái chuyện mà nó tranh giành cùng tranh giành đấu đá nhau trong nội bộ, nó rất là mạnh. Thế vừa rồi dư luận cũng thấy rằng là về việc bầu cử, gọi là bầu cử hình thức đúng không, nhiều người sẽ nói là bầu cử hình thức, ông Thưởng lên, ông Phúc xuống. Thế thì cái như luật sư Nguyễn Đài anh cũng theo dõi thường xuyên, anh thấy là nếu ông Thưởng ông có làm được cái gì khác ông Phúc không, với cái thể chế hiện nay, với cái cách làm hiện nay? Không có đâu anh, bởi vì bản thân anh biết rồi, ông Phúc từ khi thủ tướng ấy, ông đã có tính độc lập với ông Trọng rồi, tức là ông làm theo đúng cái chức phận của ông ấy đấy. Thậm chí khi ông lên chủ nước ấy, thỉnh thoảng mà đôi khi ông vẫn tưởng mình là thủ tướng, ông còn đá đấm chân lên cả sân của thủ tướng cơ, đi nơi này đi kia rồi phát biểu này khác. Nói chung Nguyễn Phúc ấy là một con người khá năng động, tất nhiên là ông thỉnh thoảng nổ hơi to một chút, thế mà dù sao ấy người ta đánh giá ông vẫn là con người được việc nhất trong các cái vị thủ tướng từ xưa nay đấy. Người ta đánh giá là có những người cho rằng ông có công trong vấn đề khi mà thời Nguyễn Tấn Dũng ấy, là cái vấn đề chi tiêu công rồi các quay hai ngày nợ nần rất là nhiều, thì đến thời Phúc là có giảm một chút. Và đến khi sang chủ tịch nước ấy, thì ông ta làm được một số việc. Nhưng mà ông Thưởng anh biết rồi, từ năm 2016 á, khi mà ông ấy bị Nguyễn Trọng nhất từ phó bí thư thường trực thành ủy Sài Gòn ra đặt một cái trưởng ban tuyên giáo á, thì trong suốt 5 năm đấy á, là ông Thưởng này đã bị ông Trọng túm tóc và nhào nặng rồi, tức là biến thành con người cất hù rồi, tức là luôn luôn phải ông Trọng nói cái gì là phải phản đối nói theo để các làm theo đó. Thế nên bây giờ thì bởi vì ông Thưởng đã gần như bị ông Trọng thuần phục rồi, cho nên mới đặt Thưởng ngồi vào cái vị trí chủ tịch nước đấy. Thế nên theo quan điểm của tôi á, thì cho dù ông Thưởng có cao hơn cái vị trí thường trực ban bí thư đi nữa thì cũng chỉ là một chủ tịch bù nhìn thôi, chứ ông ta không dám có cái hoạt động mang tính độc lập của mình. Chỉ cần ông Trọng ho một tiếng á, ông Trọng còn một cái quyền lực á, ho một tiếng là ông Thưởng sẽ phải im ngay, chứ không phải là một cái người năng động như Phúc, không thể làm được như Phúc, chắc chắn là thế. Nói nhanh thì có nghĩa là ông Phúc dù sao vẫn là người có lẽ là có nhiều cái hoạt động mạnh mẽ hơn. Ông Thưởng đấy, mình chỉ so hai con người với nhau thôi. Còn ông Phúc và so người khác đúng không, sẽ kém rồi. Nhưng mà đây chỉ so Phúc ông Thưởng thì chắc chắn ông Thưởng thua Phúc rất là nhiều. Nhưng mà cũng nhiều người thắc mắc lý do vì sao mà ngay trước Tết, trước cái thềm năm mới chỉ rất ít ngày thôi mà ông Phúc lập tức bị phế truất luôn như thế, rất nhanh như thế, thì đấy là phải cái lỗi gì rất nặng mà người ta không nói rõ là lỗi gì, người ta chỉ nói là chịu trách nhiệm về người đứng đầu thôi. Nhưng mà theo anh là thực tế là phía sau là cái gì? Cái lỗi thì theo thông tin ở trên truyền thông mạng xã hội cho biết ấy, thì là do vợ con ông liên quan đến vụ ký test Việt Á. Nhưng mà theo thông tin tôi biết được ấy, thì không hẳn là vụ ký test Việt Á, không phải như vậy, mà liên quan trực tiếp đến vụ Vạn Thịnh Pháp. Bởi vì khi đó ấy, là vợ và con ông ấy móc nối với ông Phạm Minh Chính để mà ký mua 20 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc với cái giá là 17.000 tỷ đồng. Thì nhưng mà thực tế cái giá mua ấy, là chỉ có 12.000 tỷ đồng thôi, và phía Trung Quốc nó lại quả thông qua Vạn Thịnh Phát cho vợ con Phúc và những đại cái là cả cái bộ lộ sau đấy, từ Đinh Tiến Dũng lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính, rồi sau đó Cờ So Phước là lên đúng nhỉ, là bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính đấy, thì là ăn dơ với nhau ở cái lúc đó, thì là cái vụ đấy là vụ chính. Nhưng mà tại sao ấy mà ông Trọng ông vội vàng làm nhanh như vậy ấy? Bởi vì đây là cái bài học lịch sử rồi. Nếu chúng ta nhớ lại vào năm 1990-91 ấy, lúc đó là ông Phan Văn Khải là thủ tướng ấy, thì ông Khải phạm rất nhiều kỷ luật, kẻ con ông vậy. Thì ông Lê Khả Phiêu là bí thư, tổng bí thư, thì ông đã ép ông Khải là giám đốc xin từ chức. Thì ông Khải đã viết đơn và ông Phiêu nắm được cái đơn đó trong tay.
Thì lúc đó thì ông Phil ông sợ là gì, nếu như bây giờ mà cách chức một cái thủ tướng trong lúc này á, thì nó sẽ tạo ra sự xáo trộn và mất uy tín của đảng. Cho nên ông cho ông Khải ngồi tại vị đến hết nhiệm kỳ, tức là đến đại hội giữa năm 91 thì ông Khải sẽ về và không được ngồi ghế thủ tướng nữa. Nhưng mà xong ông Khải rất là cáo già, tranh thủ cái thời gian trước đại hội đấy thì ông đã tạo ra một thế lực và hạ ông Phil, tức là đến đại hội thì ông Phil là người về chứ không phải là ông Phan Văn Khải nữa, và ông Khải còn ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa đấy. Thì cái bài học của Lê Khả Phil đây ấy, thì Nguyễn Phú Trọng không được quên được. Cho nên khi mà ngày 13 Bộ Chính trị và Ban Bí thư họp quyết định là ông Phúc sẽ nghỉ hưu á, thì ngay lập tức ông Trọng ông tổ chức hội nghị trung bất thường vào ngày 7 ngay, làm trước Tết ngay. Bởi vì sao? Nếu như để qua Tết mới làm á, thì tranh thủ những ngày Tết biết đâu đấy, ông Phúc với cái quan hệ của ông ấy rồi những lực lượng chống lưng cho ông Dũng rồi họ gọi điện thoại nhau rồi mặc cả với nhau nhiều thứ, đến đâu sau Tết mới triệu tập hội nghị trung bất thường, đôi khi là ông Trọng lại là người về chứ chưa chắc đã phải ông Phúc. Cho nên là ông Trọng rất thuộc cái bài học của Lê Khả Phiêu trước đây, cho nên thì ông ấy mới phải đồng đã quyết định rồi là phải dẹp ngay, không cho anh có cơ hội nữa, vừa tước cái ghế ở Bộ Chính trị vừa tước luôn cái ghế chủ nước. Thế thôi, về ông ấy về Tết thoải mái, xong Tết là coi là bàn giao công việc là xong đấy, rất là gọn gàng như vậy. Mà tôi thì tôi là nghĩ là cái thông tin là ông Phúc, ông với vợ con ông Phúc dính đến vụ Việt Á thì nó cụ thể hơn. Vì chính là ông trước đấy thì ông Trọng nói là cái chuyện là anh nào mà có vợ con mà về nhà mà tính ra như cái gì thì tự động mà giúp tôi đi, ông nói cái đấy. Cái thứ hai là ông Phúc ông có phát biểu ấy là tôi vợ con tôi không dính gì đấy, nhưng mà ngay lập tức là các báo phải bỏ ngay cái đoạn đấy đi, tức là vợ con ông ấy là chắc là phải có dính. Nhưng mà lúc đấy là Bộ Chính trị hoặc là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, người ta mới chỉ là nội bộ với nhau thôi, người ta bảo là người ta không xét thì ông Phúc ông nói thế. Thì cái chuyện là vợ con ông Phúc bị dính đến Việt Á thì tôi thấy đó là nó cụ thể hơn, nó việc đó chính xác hơn. Vì là đây là có một cái sự mà ngay cái trước đấy là tôi có một cái tấm hình mà Phan Quốc Việt với cả bà Thu đang cười nói với nhau trong cái khi mà trước cái vụ mà sản xuất trong cái thời gian mà sản xuất cái test đấy. Nhưng mà ông Phúc cũng tuyên bố là vợ con ông ấy chưa gặp giám đốc Phan Quốc Việt mà. Nhưng mà không đấy, ông nói thế mà tôi đi tìm lại cái ảnh kia đâu, tôi có đưa cái ảnh lên rồi, trong cái trang của tôi có đưa lên rồi. Thì đúng là tờ báo đấy, ông cũng tuyên bố xong các tờ báo đăng đúng không? Nhưng mà sau cuối cùng lại ngày hôm sau rút lại ngay. Đã rút ngay, tức là có cái chuyện đấy. Tức là có lẽ có cái gì đó phía sau đúng không? Tức là ông Phúc thế là nói không thật à? Đúng không? Nhiều người rất là thắc mắc chuyện đấy. Không phải là nhiều khi người ta như này đến lúc mà mặc cả với nhau là thôi mày, thôi ông phải đi về đi. Kiểu vợ con ông thì thôi chúng tôi là không truy cứu gì đó. Đấy thì là thôi ông tự giác ông đi về. Thì đến lúc mà ông đi về rồi thì ông dựa vào câu là vợ con tôi không truy cứu nữa thì ông đứng ra ông bảo là vợ con tôi chả dính dáng gì cả. Đấy thế người ta thì là ông kiểu như nhân cái lời hứa đấy thì ông nói thế. Nhưng mà theo anh tại sao ông lại lôi cả lúc đấy ông nói rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có quyết định như thế rồi, tức là đã thống nhất là cái chuyện là vợ con không liên quan đúng không? Tức là ông ấy lôi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào. Thế đấy thì ông Phúc cũng thì đúng thì phải có thật thì mới dám nói thế, không thì ông ấy là tội vu khống ngay hay là tội sằng bậy ngay. Đấy. Thì bởi vì đấy thì theo thông tin thì tôi cũng nhận được ấy là bởi vì cái vụ Vạn Thịnh Phát ấy mà liên quan đến mua 20 triệu đồng xin ấy thì liên quan rất nhiều. Nếu như mà khui mỗi ra thì liên quan đến cả Trần Cẩm Tú cơ, là trưởng ban kiểm ủy là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy. Cho nên ý, thì ông Phúc biết là gì, ông ấy nói như vậy thì chắc chắn ông Trọng không dám lôi cái vụ Vạn Thịnh Phát ra, mà nó chỉ xử lý ở cái giai đoạn gọi là trái phiếu thôi, chứ không lôi đến cái chuyện mua vaccine. Bởi vì bây giờ mà lôi cái chuyện mua 20 triệu vaccine của Trung Quốc ấy, mà liên quan đến hàng 5.000 tỷ đồng tiền hối lộ đấy, thì nó là khủng khiếp, người dân Việt Nam sẽ không mà chấp nhận được vụ đấy. Cho nên thì ông Phúc biết, ông Trọng không dám, cho nên ông bảo là vì trên mạng xã hội chỉ nói là vợ con ông liên quan đến Việt Á thôi, cho nên ông bảo là vợ con tôi chẳng qua Việt Á cả. Đấy thì ông Trọng không dám nói là mày không phải liên quan Việt Á nhưng mà mày liên quan đến Vạn Thịnh Phát đấy, thì Trọng không dám nói, không dám làm chuyện đấy. Cho nên ông Phúc biết rõ như thế thì ông ấy đã thanh minh như vậy, và đồng thời khi nói như vậy thì ông phải xóa thôi, chuyện đấy chuyện đương nhiên thôi mà. Thế thì như vậy là thấy rất rõ là ông Trọng cũng rất là nhiều quyền hành, mà ngày hình như bây giờ mặc dù sức khỏe ông có vẻ kém, tuổi cao, nhưng mà quyền của ông có vẻ cũng còn rất lớn đúng không ạ? Thì theo anh theo luật sư Nguyễn Văn Đài và blog Nguyễn Gió thì cái quyền lực này liệu đến lúc nào nó có chuyển đổi không, và bây giờ sắp tới đây liệu có cái phe phái nào nó sẽ mạnh lên để nó có thể lấn át được quyền lực của ông Trọng vào thời gian tới không?
theo quan điểm của tôi là trừ khi ông Trọng bị đột quỵ hay là sức khỏe ông không có đủ khả năng nữa để mà gặp người đó, gặp người kia để điều hành nữa, thì lúc đó quyền lực ông sẽ suy giảm rất là nhanh. Lúc này thì các phe phái bắt đầu nổ lên. Bây giờ ở cái tầm của ông, mặc dù là tuổi cao sức yếu rồi nhưng mà ông vẫn đi được, vẫn nói chuyện được ngày kia thì ông vẫn nắm được. Mà một trong những cái hai cái ghế quan trọng nhất, hai cái tay phải tay trái quan trọng nhất của ông ấy là ông bên là Tô Lâm, thì Tô Lâm tỏ ra rất là trung thành rồi, và một bên là Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra thì những cái chân phụ như là trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, rồi là trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đều là những thế lực của ông cả, thì ông vẫn nắm rất là chắc những cái từ công an, quân đội, ban nội chính, ban tổ chức Trung ương thì rất là vững chắc rồi. Trừ khi nào không còn đủ sức khỏe điều hành bốn cái trụ sau lưng chống lưng ông ấy, thì lúc đó những cái thế lực như là không thích ông ấy, như là thế lực còn lại như là con trai của Nguyễn Tấn Dũng, rồi những cái thế lực như là đấy Võ Văn Thưởng cũng chẳng ưa gì Võ Trọng đâu. Bởi vì từ xưa nay Võ Văn Thưởng vẫn là thuộc, nếu nói thuộc về phe Lê Thanh Hải hay là thuộc về phe Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì nó vẫn thuộc về ấy hơn. Nhưng mà vì ông ta đáng nhẽ trước đây được quy hoạch làm bí thư thành ủy Sài Gòn trong hai nhiệm kỳ, nếu như Nguyễn Dũng còn đấy, là ông ta sẽ làm từ 2016 cho đến 2026, rồi sau đó ông ta mới ra Ba Đình để bước vào tứ trụ. Nhưng mà bây giờ thì do cái cơ chế đấu tranh quyền lực không một người nữa, thì ông ta lại may mắn hơn là được ngồi vào cái ghế chủ tịch nước sớm hơn dự tính, vào tứ trụ sớm hơn 3 năm so với cái dự tính ban đầu. Nhưng mà cho dù ta là thường trực ban bí thư trước đây hay là chủ tịch nước ấy, thì dưới cái bóng của ông Trọng ấy, như tôi mới nói lúc trước ấy, vẫn là chỉ là bù nhìn thôi. Chứ đương nhiên một nắm cái ghế thường trực ban bí thư hay là chủ tịch nước ấy, chẳng ai muốn bù nhìn cả, mình muốn thể hiện quyền uy của mình chứ. Thì đương nhiên khi ông Trọng suy yếu rồi ấy, thì thế lực của Võ Văn Thưởng sẽ nổi lên với cái vị thế nhân vật số 2. Cái đấy là không có khả năng, tại vì là khi mà ông Trọng mà chẳng may ông ý đột tử hoặc là ông yếu không kiểm soát được ấy, thì những cái thế lực mà đằng sau nó sẽ vun vào cho Võ Văn Thưởng thì nó sẽ nổi lên. Không phải nổi lên mà có thể là, tôi nghĩ là có thể là Thưởng làm tổng bí thư. Đấy đấy, nếu ông Trọng yếu mà không Vương Đình Huệ không nắm được có cái khả năng này là... vì ông Thưởng ông là người ông ý rất là trung dung. Ông ấy không có kiểu như là phe phái nào, ông ấy kiểu ông mất lòng hoặc phe là... phe hơi ác ấy. Anh không biết vì thế nên ông Trọng không tin, không muốn cho là bí thư, bởi vì nếu cái chức bí thư thành ủy Sài Gòn ấy, tuy là một thành phố lớn thôi nhưng mà nó bao quát cả miền Nam, cho nên bởi vì tôi biết, tôi có nhiều thông tin mà, vì thằng bạn tôi là ngày xưa làm phó Thưởng mà làm cùng trường đoàn ấy, nên là khi hắn làm bí thư nhất ấy, hắn đã thâu tóm quyền lực rồi, tức là luôn sắp xếp thân tín bè cánh rồi. Đặc biệt là khi hắn về làm bí thư tỉnh ủy cả Quảng Ngãi ấy, là luôn luôn kéo đàn em về sắp xếp ở cái nhà máy khu lọc dầu Nghi Sơn cho những vị trí rất là ngon lành ở đấy. Rồi khi anh ta về bí thư, phó bí thư thường trực Sài Gòn ấy, là anh ta sắp xếp đâu đấy rồi, tức là tạo lập phe cánh. Cho nên ông Trọng với cái mạng lưới ban tổ chức Trung ương rồi an ninh nội bộ, ông ta biết toàn bộ cái đó, cho nên ông phải kéo từ Sài Gòn ra Hà Nội cho vào cái vị trí trưởng ban tuyên giáo để mà gọi là không có quyền lực gì cả, vô thưởng vô phạt thôi. Đấy, nói theo đảng thôi chứ không được gì cả, để mà kiểm soát Võ Văn Thưởng. Chứ Võ Văn Thưởng là con người cực kỳ giàu tham vọng, cực kỳ giàu. Anh xem cái bài phát biểu của ta được biết, năm 1990 khi anh ta đang học khoa triết học của trường đại học tổng hợp đó, thì bạn bè anh ta rồi những người đảng viên đó, là nhìn thấy sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đó, thì đã rời bỏ hàng ngũ của đảng. Nhưng mà Võ Văn Thưởng là người cực kỳ kiên định, tức là trong cái đầu tư tưởng của anh ta đã xác định một cái uy quyền từ rất trẻ rồi, từ năm 20 tuổi rồi, chứ không phải là đơn giản đâu. Con người đã có ý thức chính trị như vậy thì nó không thể nói là con người trung hòa được, mà con người cực kỳ giàu tham vọng và mưu, chứ không phải đơn giản. Cái đấy là một góc nhìn mới của Võ Văn Thưởng, đúng không ạ? Thế còn trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng đã chứng kiến, và ông Trọng cũng đã tuyên bố ông có một cái lò để đốt củi, và như một cái củi đấy hình như là anh thấy ông ấy đốt càng ngày càng nhiều, một củi càng to, đúng không ạ? Thì anh nghĩ thế nào về việc ông Trọng cứ đốt củi như thế này, nó có sạch được đảng không, và có đất nước có tốt lên được không, hay là như thế nào? Vâng, vấn đề đốt củi thì anh biết rồi. Trong đảng thì anh biết rồi, đúng không? Ai ông gió đây rồi, anh biết là 100% là gì, quan chức cộng sản nào không tham nhũng. Đấy, vấn đề là tham nhũng ít hay là tham nhũng nhiều, người đã bị hủ bại hay tha hóa toàn diện 100%, hay là người mới tha hóa 7-8%. Thì ông thấy trong thời gian vừa qua thì ông Trọng đốt, thì có lẽ là ông ấy tuổi cao rồi, đôi khi cũng là lú lẫn, cho nên ông đốt toàn củi gọi là còn hơi tốt một tí. Ví dụ như ông Phạm Bình Minh hay là Vũ Đam ấy, thì dư luận thì mình cũng không có nhiều thông tin, nhưng mà đại khái là dư luận xã hội đánh giá là chính xác nhất. Thì gọi là con người còn có một chút lương tâm, có một chút đạo đức, rồi có tài năng hơn cả những người còn lại, thì ông đốt hết rồi. Đấy, ông cho nó hết rồi. Thì bây giờ ông dựng những người mới lên như là Trần Lưu Quang hay là Trần Hồng Hà, thì dư luận đâu biết Trần Hòa là con người như nào rồi. Khi ông ta làm bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường đấy,
cái vụ phong sa đấy, ông là cái người gây ra rất nhiều chuyện nhất. Mà anh biết tất cả các cái dự án thủy điện vừa và nhỏ đều thuộc thẩm quyền của ông ta, khi ông ta làm cục trưởng của môi trường đó, là ký phê duyệt tất cả các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên toàn quốc hết. Rồi các cái nhà máy nhiệt điện chạy than ấy 80% đều nhập cục. Đấy thì Trần Hồng Hà là con người phải nói là hủ bại cái toàn diện luôn, rất là xấu. Thế mà đây ông ta ngồi một ghế thủ tướng thay ghế của Vũ Đa. Nếu mà so sánh Phạm Hồng Trần Hồng Hà với Vũ Đa thì thua xa, hay là for sánh Trần Lưu gì ạ, tay gì phó tướng Trần Lưu Quang, không Trần Lưu Quang đúng không? Đấy, với lại Phạm Minh thì thua xa, khác hẳn hoàn toàn. Đấy nên là cuối cùng là ông ta toàn đốt củi còn tốt, mà lại dùng những cây củi mục như vậy, làm sao mà thay đổi được, làm tốt đẹp được. Ông ấy thực ra là ông Trọng, ông ấy chỉ theo đuổi cái việc ông là chuyên ngành xây dựng đảng ấy. Thế là tôi nghĩ là ông ấy bây giờ ông chỉ đam mê. Máy nó còn quay đấy, em ngồi tránh một tí. Nó yếu nhưng mà nó vẫn quay rồi. Ông ấy bây giờ là cái nhiệm vụ của ông ấy, hoặc là ông ấy cảm thấy là cái việc của mình là chỉ là việc mà đi tìm mà tức là đốt củi thôi. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta đặt vấn đề là bây giờ ông Trọng ông dừng đốt củi thì ông ấy làm tổng bí thư để ông làm cái gì? Thì đúng rồi, có việc gì đâu. Không, nếu mà bây giờ ông không có chuyên môn gì cả, không có chuyên môn gì cả, kinh tế không biết, kinh tế không, các thứ cái gì cả, không quan hệ ngoại giao, okay, các thứ đều không, đúng không? Vâng, như vậy là chúng ta sẽ còn tiếp tục được chứng kiến những cái cuộc nói chuyện như thế này, và chúng ta sẽ theo dõi tiếp tình hình chính trị trong và ngoài nước, và anh em chúng tôi sẽ cập nhật để phục vụ các bạn trong thời gian tới. Rất là vui chúng ta đã có buổi thảo luận với cả mọi người và nói chuyện rất thoải mái với luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Một Con Gió, và tôi là Lê Trung Khoa tại thủ đô Berlin. Cảm ơn anh Châu Gió đã chiêu đãi chúng tôi bữa phở. Cảm ơn Lê Trung Khoa đến đây để dẫn dắt chương trình nói chuyện ngày hôm nay. Thôi chào các bạn. Chào nhé. Chào mọi người nhé.